Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Tiêu điểm nóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, phát sóng vào khung giờ quen thuộc lúc 18:40 mỗi ngày. Kính thưa quý vị, sau một thời gian giới trẻ thay nhau lùng sục những beer club hợp túi tiền, thì nay các quán nướng đã lên ngôi. Chỉ cần một cú click chuột nhẹ là đã có thể tìm thấy thông tin về những địa chỉ quán nướng ngon, giá rẻ tại thành phố Hồ Chí Minh. Đầu đầu người ta cũng có thể bắt gặp vô số quán nướng trên phố mọc lên như nấm. Muốn ăn là có liền với những món nướng quen thuộc, ngon miệng như bạch tuộc, thịt heo hay xiên que nướng v.v. Mỗi phần thức ăn thường có giá trung bình từ 30.000 đồng, có quán chỉ từ 15.000 đồng. Như một cơn sốt, những quán nướng này có sức hấp dẫn đối với nhiều thực khách, đặc biệt là giới trẻ. Không ít người dù biết tác hại của đồ nướng lên sức khỏe của bản thân, nhưng vẫn bị hấp hồn bởi những tiêu chí ngon rẻ của những quán này. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi Tiêu điểm nóng sau đây. Cứ khoảng 17 giờ hàng ngày, những con đường như Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp, Vĩnh Khánh, quận 4 hay Trường Sa, quận Phú Nhuận lại bắt đầu nhộn nhịp với các quán nướng bình dân. Nhiều loại thực phẩm từ chân gà nướng, bò nướng đến các loại hải sản nướng đều rất hút khách. Mùi thơm từ những thực phẩm được ướp hương vị đậm đà bên cạnh bếp than đỏ rực khiến khách hàng khó có thể cưỡng lại được. Theo ghi nhận, rất nhiều quán nướng với tiêu chí ngon, rẻ, theo nhu cầu, mọc lên như nấm, phục vụ đủ mọi thành phần thực khách. Cái đồ nướng giá rẻ này mình cảm thấy rất là hợp vừa túi tiền sinh viên như bọn mình. Thì còn cái vấn đề mà nó tươi hay không tươi thì mình cảm thấy là cứ chọn những cái tươi ăn thôi, mình có thể bỏ những cái không tươi, không có vấn đề gì hết. Nhìn vào lượng khách cũng như lượng thực phẩm mà các quán nướng vỉa hè tiêu thụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi lớn đặt ra là nguồn cung cấp ở đâu mà lại đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ mạnh ở địa bàn tập trung đông dân cư nhất nước như thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, không ít vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn, đặc biệt nổi lên nhiều vụ liên quan đến vận chuyển các loại nội tạng, phụ phẩm, động vật đã bị các lực lượng chức năng phát hiện, phối hợp xử lý. Khi bị bắt quả tang, nhiều chủ cơ sở cũng đã thừa nhận họ đã thay áo cho những thực phẩm thối rữa, bị móc, biến thành đặc sản. Cái đó là thức ăn đường phố, nói chung là nó có cái vấn đề về an toàn thực phẩm, mà hiện nay thì không thể liên Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới cũng rất nhức đầu về cái vấn đề an toàn thực phẩm. Mình cũng có ở Việt Nam và nước nào cũng có những cái quy định về an toàn thực phẩm dành riêng cho cái thức ăn đường phố, nhưng không thể nào kiểm soát được cả, không có kiểm soát được hết. Cái thứ nhất là cái nguồn thực phẩm, cái nguồn thịt đó thì không kiểm soát được, nguồn nguyên liệu không kiểm soát được vì mình chẳng biết là họ mua ở đâu. Thứ hai là thịt nướng nói chung là không được giới khoa học khuyến khích lắm, mặc dù đó là một cái thức ăn rất là ngon. Không biết bởi vì tại sao, rồi trong khi nướng nó phát sinh ra những cái khoảng mấy chục chất là có khả năng gây ung thư. Trong những cuộc gặp gỡ bạn bè, gia đình, quán nướng luôn là một trong những lựa chọn của nhiều người hiện nay. Những quán nướng vỉa hè giá rẻ lại càng có một lượng khách rất đông là học sinh, sinh viên và người lao động. Với hầu hết các quán nướng này đều có nhiều món nướng giá rẻ, phù hợp với túi tiền người bình dân. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng không hay biết hoặc nhắm mắt ngó lơ trước xuất xứ không rõ nguồn gốc của đồ nướng giá rẻ hiện nay. Tâm lý ăn thì vẫn cứ ăn này của nhiều khách hàng khiến họ vô tình tự hại bản thân mình. Cùng với đó là tự tiếp tay cho một số đơn vị kinh doanh thực phẩm bẩn có cơ hội làm giàu. Kính thưa quý vị, cơn sốt đồ nướng không biết đến khi nào mới hạ nhiệt. Thời điểm ăn nên làm ra của các quán nướng đã và đang đưa thực phẩm ướp gia vị thơm lừng vào bụng khách hàng. Trong số đó, bao nhiêu phần trăm là thực phẩm bẩn cũng khó lòng mà phát hiện. Trước thực trạng bất an về vệ sinh an toàn thực phẩm như hiện nay, nhiều cơ sở kinh doanh kiếm lợi mà bất chấp sự an toàn cho khách hàng. Để tránh rước bệnh vào người, khách hàng hãy tự bảo vệ sức khỏe của mình bằng cách lựa chọn những thực phẩm an toàn, hợp vệ sinh và tốt cho sức khỏe của bản thân. Đến đây thì chuyên mục Tiêu điểm nóng xin phép được khép lại. Quý khán giả có thể theo dõi chương trình được phát lại vào lúc 11:45 ngày hôm sau và trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.